Ngày 21 tháng 2, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại hải đội dân quân thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp lên tàu hải đội, kiểm tra khả năng cơ động đi biển của tàu, vận hành các trang thiết bị, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ chiến sĩ trong hải đội. Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của hải đội thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ hải đội quân dân thường trực tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, tích cực học tập, huấn luyện, nắm chắc nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách được giao. Bám tàu, bám biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng tặng qua động viên cán bộ chiến sĩ hải đội dân quân thường trực, Bộ Chế huy quân sự tỉnh, nhân dịp đầu xuân năm mới giáp thình 2024.